chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình xem phần ha. Hôm nay thật là không may mắn, hôm nay mình vừa nghe thông tin là cây ATM ở bên đường vườn lài vừa mới mở thì mình chạy qua liền, nhưng mà một ngày không may mắn các bạn ơi, đó là hôm nay nó đóng cửa. Thời gian hoạt động của cây ATM chỉ có trong ngày thứ năm thôi. Hôm nay nó thông báo là hoạt động từ 10 giờ tới 16 giờ mà. 16 giờ ngày thứ năm hàng tuần chứ. Chú đi đi ra thử lấy khẩu trang rồi sao ạ? Không, tới đi coi cho biết không? Thì rồi. Cũng giống như con vậy, con cũng đi coi cho biết. Coi cho biết. Thấy hay quá, cái này rất là hay. Mẹ nó giúp đỡ nhiều cộng đồng được nhiều lắm, nhiều người người ta không có kịp mua khẩu trang để giờ ngoài khẩu trang ngoài cửa thuốc rồi này kia, đúng không, mất tiền. Chung tay vượt qua đại dịch rất là tình nghĩa và ý nghĩa. Vậy chú muốn nói gì để gửi tới những cái người mà người ta làm cái này không chứ? Rất là hay, thấy gì rất là hay. Đúng, cảm ơn những người đã tăng chuyến ra và những người tài trợ. Ok, cảm ơn chú. Đây, mình đến rồi nhưng mà không có mở cửa nha. Đây nè, phát khẩu trang. Đây, thời gian hoạt động từ 10 giờ đến 4 giờ thứ năm hàng tuần. Đó, không may mắn lắm cho nên mình không được review cho các bạn ở chỗ này. Nếu lần sau các bạn có đi thì tới số 204B nha, 204B đường Vườn Lài ở quận Tân Phú. Sau đây công nhân xây dựng người ta đang làm gì đó, bây giờ nó đang che bạc rồi lưng hết chân. Ok, và rất tiếc là mình không thể review được cái cây ATM cho các bạn. Thì qua đây mình cũng xin cảm ơn nhà tài trợ và cái công ty phát hành cái cây ATM này đã hỗ trợ cho những người dân và hỗ trợ cho chính quyền trong thời gian dịch bệnh này ha, đặc biệt là hỗ trợ cho những người nghèo. Và qua đây mình cũng muốn gửi gắm luôn các bạn là hãy tuân thủ những cái quy định, những cái khuyến cáo của bên Bộ Y tế, của bên nhà nước, các cơ quan chức năng để mà hỗ trợ chống dịch. Nhưng là ra đường thì chúng ta phải giữ khoảng cách, rồi không tụ tập đông người, phải rửa tay, rồi đeo khẩu trang đầy đủ khi ra đường. Và nếu chúng ta có tiếp xúc với những ai mà nghi ngờ thì chúng ta phải khai báo cho các cơ quan y tế, cơ sở y tế ha. Và đặc biệt là những người mà ở vùng tâm dịch hay là những người có tiếp xúc gần với những ca bệnh thì tốt nhất chúng ta hãy đến các cơ quan y tế để mà khai báo, chúng ta cùng chung tay hỗ trợ dịch. Cố lên! Việt Nam chúng ta phải chiến thắng dịch. Bye bye, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn có hay hãy like, subscribe, chia sẻ cho mình. Thật là không may nha các bạn. Bye bye.